Top 20 những rau củ quả giàu vitamin C nhất, các bạn hãy bổ sung đầy đủ để tăng sức đề kháng phòng chống dịch bệnh nhé. Quả ổi chứa 230mg trên 100g, ớt chuông vàng chưa nấu chứa 180mg, nho đen chứa 180mg, ớt chuông đỏ chưa nấu chứa 160mg. Quả kiwi chứa 90mg, ớt chuông vàng đã nấu chứa 90mg, ớt chuông đỏ đã nấu chứa 80mg, quả vải chứa 70mg. Bông cải xanh đã nấu chứa 65mg, bắp cải Bruxelles đã nấu chứa 60mg, dâu tây chứa 60mg, bắp cải đỏ chưa nấu chứa 60mg. Quả cam chứa 50mg, quả chanh chứa 50mg, quả khóm hay còn gọi là dứa chứa 50mg, súp lơ trắng chứa 45mg. Bắp cải đỏ đã nấu chứa 35mg, quả mâm xôi chứa 25mg, cỏ xạ hương chứa 15mg. Rau mùi tây chứa 15mg. Nếu thấy hay thì các bạn hãy cho mình một tim hoặc để lại bình luận cho mình biết với nhé.